Thưa quý vị và các bạn, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Bình đã khắc phục khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mùa xuân năm 1945, trong không khí vui mừng của đồng bào cả nước khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, thì cũng là lúc đánh dấu sự ra đời của lực lượng công an nhân dân. Lực lượng cảnh sát trật tự, trị an dân cảnh lúc bấy giờ là tiền thân của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Và ngày 18 tháng 4 năm 1946 đã trở thành ngày truyền thống đáng ghi nhớ của ngành công an Việt Nam nói chung và của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng. Ngay từ khi mới thành lập, những nhân viên đầu tiên của Ban Trật tự Công an Quảng Bình đã tích cực thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, tuần tra kiểm soát giấy tờ tùy thân của những người ra vào thị xã Đồng Hới, giữ gìn trật tự an ninh, tham gia trấn áp kịp thời bọn mật thám, gián điệp, phản động, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Bình Trị Thiên. Dẫu thời gian đã in hằn trên mái tóc, ánh mắt và bước chân đi không vững, nhưng đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến thì những ký ức về khoảng thời gian được công tác cùng đồng đội, vượt qua khó khăn thử thách của thời kỳ đầu đã trở thành hoài niệm đẹp. Giữa bồn bề khó khăn, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Bình Trị Thiên bấy giờ đã triển khai các mặt công tác từ quản lý hộ tịch, hộ khẩu, vũ khí, đặc doanh, con dấu đến quản lý các loại đối tượng ở từng địa bàn, xã, phường, thị trấn. Hồi đó trước hồi đến năm 1956 thì lúc đó mình là cô khục. Lúc đó làm nhiệm vụ là phía phòng trị an dân cảnh á, là có một việc như thế này, làm vừa là làm hộ khẩu, vừa đấu tranh với lấy bọn tội phạm, vừa là làm chứng minh. Anh em làm chứng minh cũng phải dễ, mình nói là dễ, nhưng mà vào làm rồi lúc đó mình thấy khó khăn đó, thấy khó khăn của nó, tìm ra được cái công thức bên tay, qua công thức bên tay mình tìm ra được con người tội phạm, mà cũng vậy đấy, là mình tìm ra người đó, nhưng mà có phải anh không, có phải nó không, cho nên cái có những khó khăn nữa. Qua mỗi chặng đường phát triển, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Bình đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Với nhiệm vụ được giao là quản lý hộ khẩu, cấp và quản lý chứng minh nhân dân, quản lý tàng thư căn cước công dân, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý con dấu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn và đơn vị cơ sở, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được bố trí rộng khắp từ tỉnh xuống huyện, xã, phường để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó. 70 năm qua, phấn khởi, tự hào với những thành tích chung của toàn lực lượng Công an Quảng Bình, những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lại âm thầm, lặng lẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác hàng năm. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thường xuyên có mặt ở các địa bàn nhằm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện theo đúng những quy định của pháp lệnh số 16/2011. Trong 5 năm qua, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Quảng Bình đã thu hồi được 417 khẩu súng các loại, 1.682 kg thuốc nổ, 4.178 viên đạn, 128 đạn chì, 150 quả bom mìn, 1.570 vũ khí thô sơ, 4.300 đồ chơi nguy hiểm. Hàng năm, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu xây dựng kế hoạch
công văn chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghị định 36/2009 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Trong 5 năm qua, lực lượng quản lý hành chính trong toàn tỉnh đã thu hồi được hơn 300 phong pháo, hộp pháo và 287 mét dây cháy chậm. Tiếp tục thực hiện đề án 301 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công an nhân dân. Trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã rút ngắn thời gian cấp mới, cấp đổi con dấu từ 5 xuống còn 2 đến 3 ngày, hoàn thành chương trình cài đặt phần mềm phục vụ cấp căn cước công dân tại phòng và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Với việc thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải cách hành chính của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của mọi tổ chức, cá nhân. Trong công tác đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng nhiều kế hoạch và tổ chức tổng kiểm tra trong toàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã kiểm tra gần 900 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện, nhắc nhở và xử lý 120 trường hợp vi phạm, cấp 242 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã tổ chức triển khai hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến qua mạng cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, tra cứu nghiệp vụ. Qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho cơ sở trong đi lại và rút ngắn thời gian giải quyết. Tinh thần thi đua lập công gắn liền với cải cách hành chính và quy chế dân chủ trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong các bộ phận thường xuyên tiếp dân, giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Nổi bật nhất là việc rút ngắn thời gian trả chứng minh nhân dân từ 7 đến 10 ngày, nay còn 5 ngày đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi. Với các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đều được thông qua cơ chế một cửa và rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày, đã được các ngành và nhân dân khen ngợi. Đặc biệt, hiện nay đã triển khai làm căn cước công dân cho nhân dân, cũng được đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời với mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất. Công dân đến làm căn cước ở phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đây là tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ của phòng rất là chu đáo, nhiệt tình, thể hiện được cái chức trách của mình và thể hiện cái thái độ phục vụ đối với nhân dân rất tận tình và chu đáo. Mỗi lần làm việc xong ra về thì những công dân như chúng tôi đều hài lòng về phong cách làm việc của cán bộ chiến sĩ ở đây. Là lực lượng tiếp nhận và giải quyết nhanh ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự, cảnh sát 113 đã tham gia phản ứng nhanh, luôn đảm bảo tốt chế độ thường trực chiến đấu. Trong 5 năm qua, đã tiếp nhận trên 5.800 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, tham gia giải quyết gần 4.160 vụ việc, bắt 530 đối tượng, tạm giữ hàng trăm phương tiện, tang vật và hung khí nguy hiểm, đưa 336 nạn nhân đi cấp cứu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ranh giới giữa sự sống và cái chết trong gang tấc, nhưng các anh luôn thể hiện ý chí thép, mưu trí, dũng cảm. Nhờ đó đã góp phần ổn định tình hình, làm dịu đi các vụ việc nóng, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng cảnh sát trật tự cũng đã xây dựng các phương án, kế hoạch, tuần tra để bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Hầu hết tuổi đời của những chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát trật tự đều rất trẻ, nhưng đã tham gia rất nhiều vụ án, đấu tranh chống tội phạm, trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để truy bắt tội phạm cũng như xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 70 năm qua, tuổi trẻ của chi đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hôm nay ra sức học tập,
rèn luyện, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực công tác, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, những việc mới và đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác để hoàn thành xuất sắc cái mọi nhiệm vụ được giao. Gắn liền với việc thực hiện tốt các lĩnh vực công tác chuyên môn được Đảng và ngành giao phó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Bình đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong toàn đơn vị. Đơn vị đã tổ chức hưởng ứng thành công các đợt thi đua do Công an tỉnh phát động, xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thế hệ trẻ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn gắn tình thương với trách nhiệm bằng việc hưởng ứng cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp gặp khó khăn. Mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách, có ý thức trách nhiệm và luôn gìn giữ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng mọi người. Là thế hệ tiếp nối, mỗi chúng tôi luôn trân trọng, nâng niu, giữ gìn và phát huy truyền thống của cha anh. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực công tác. Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân tập trung quan tâm, bồi dưỡng, đầu tư để xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nâng cao hiệu lực và nhận thức về vị trí vai trò tác dụng của công tác cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các nội dung công tác nhằm góp phần phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Thế đã có, lực mới sẽ có thêm từ đây. Thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ, lập thêm nhiều thành tích xuất sắc, không ngừng đóng góp, không ngừng cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc, bình yên của nhân dân. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, có những cái tên gọi khác nhau, song trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện khó khăn nào, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính cũng luôn nêu cao cái ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong cái công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong công tác xây dựng đổi mới đất nước, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính thể hiện rõ cái bản lĩnh của lực lượng công an cơ sở, đảm bảo tốt trị an tại địa bàn, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của ngành công an nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Bình nói riêng. Để phát huy truyền thống 70 năm qua, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần phải nhận thức và xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng quản lý hành chính. Nó là một phương tiện để quản lý xã hội, đồng thời là một hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính phải tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các cái biện pháp quản lý xã hội, quản lý nhà nước, đảm bảo thuận lợi trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đồng thời phải tăng cường các cái biện pháp quản lý nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ chức năng và các ban ngành của tỉnh để đề cao cái vai trò quản lý xã hội, đảm bảo tốt cái an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. 70 năm ấy biết bao ân tình, từ những chiến công thành tích đã đạt được, mỗi người dân sẽ luôn nhớ tới lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhớ những đôi mắt thức, những bước chân không mỏi và cả những suy tư bồn bề trong cuộc sống. Và bước tiếp cuộc hành trình 70 năm ấy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục những yếu kém,
tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực thi đua lập nhiều thành tích để tô đậm thêm lá cờ truyền thống của Công an tỉnh, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và ngành trao tròn.